Xin chào mọi người, đây là bồ câu gà Mỹ nha. Đây, bồ câu Mỹ ở kênh nông dâu của mình. Đây là cặp màu nâu đỏ nha mọi người. Ở đây thì mình làm cái lồng nó cũng khá là to để phù hợp với chim bồ câu gà Mỹ. Đây là những cặp là đang sinh sản á. Mọi người thấy là cái này có trứng này. Bồ câu Mỹ thì mình cho tự ấp luôn nha. Nó tự ấp luôn. Đây, màu nâu đỏ to mọi người. Đây là giống bồ câu to nhất hiện nay nhé. Kích thước khủng của nó khi mà mình nuôi mà nó tầm khoảng 1 đến 2 năm á, là khoảng 1 kg một con nhé. Đây là trung bình, là cân nặng của nó là thuộc dạng là nặng nhất. Còn khi mà cái dạng mà đẻ lứa đầu tiên á, thì một con của nó thì nằm khoảng là 7 đến 8 lạng thôi. Đây, cho mọi người này, con một con màu vàng rơm này. Đây là màu vàng rơm nhé. Cho mọi người thấy là cái mình của nó này to và dài và nhìn không khác gì gà cả. Đây, cái mình của bố gà Mỹ rất là to và dài nha. Màu nâu đỏ thì đương nhiên là màu là hút hàng nhất hiện nay rồi. Đây là chim, đó là mọi người nuôi để làm, thứ nhất là làm cảnh để phong thủy á, thì rất là tốt. Và ở trại mình thì cái giống bồ câu gà Mỹ này là phải nói là hút hàng và cháy hàng luôn á. Có những thời điểm là mình không có chim bồ câu gà Mỹ để bán luôn. Đây, ở trên cũng là cặp bồ câu vàng rơm này, cặp này thì đang ấp, mình cho ấp luôn. Giá của bồ câu gà Mỹ thì nó cao hơn những loại bồ câu khác rất là nhiều nha mọi người. Tại vì cái kích thước của nó mà, độ to. Và ở mọi người để ý ở cái cổ của nó, cái lông máu của nó trông rất là đẹp. Nó óng ánh á. Là cái bộ khung của nó phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, cho mọi người xem con trống này này. Mình dài, bộ khung cao, to, lông cánh dài nha. Cặp này thì cũng đang ấp này, đang ấp trứng á. Còn đây cặp này là đang nuôi con này. Nhiều người nói là chim bồ câu gà Mỹ đẻ với nuôi con là không khéo. Nhưng mà mình làm cái video này chắc là mình sẽ lật ngược lại tất cả những cái ý kiến cho rằng bồ câu gà Mỹ nuôi con không khéo. Đây cho mọi người xem này. Đây là chim ra ràng của bồ câu gà Mỹ nha. Hai con này thì tầm khoảng được 20 ngày thôi nha. Mọi người thấy to không? Đây là con chim trống này. Con này ăn dữ dội nha. Nhưng mà dù có ăn dữ đến chừng nào đôi chăng nữa thì ở trại mình thì vẫn theo khẩu phần ăn. Nghĩa là một bữa ăn chỉ cho là 2 nắm thôi. 2 nắm tay á, chứ mình không cho hơn. Ăn hơn thì nó sẽ bị hư giống nha. Đây, chim ra ràng này. Và mình nghĩ là ví dụ như là chim bồ câu ra ràng mà thuộc cái bồ câu gà Mỹ này, chỉ cần nấu 2 con chim ra ràng thôi thì sẽ phục vụ là cho cả gia đình đó. Đây, rất là to và cũng đang tập ăn luôn. Chim bồ câu gà Mỹ thì nó tập ăn sớm nha. Mặc dù là con còn đang rất nhỏ, nhưng mà ở bên trong con mái đang ấp 2 trứng nha. Ấp rất khéo luôn. Nên mình nói là cái video này thì mình sẽ lật ngược lại tất cả những cái ý kiến cho rằng chim bồ câu gà Mỹ đẻ con thưa với nuôi con không khéo.
chim ra ràng của bồ câu gà Mỹ thì nó trọng lượng của nó thì tầm khoảng trên 6 lạng mọi người. Một con là 6 lạng đó nha. Nó to hơn bồ câu Thái. Và cái màu lông nâu đỏ của bồ câu gà Mỹ là cái màu thịnh hành nhất hiện nay luôn. Người chọn nuôi nhiều nhất. Nuôi để phong thủy đó. Đấy, cái này là đòi bố mẹ là bón cho ăn này. Mặc dù là cũng đang tập ăn đó, nhưng mà vẫn đòi bố mẹ bón. Đấy, cho mọi người xem. Đó. Đây là đại gia đình bồ câu gà Mỹ. Mình rất là thích bồ câu gà Mỹ nha. Mặc dù ở trại mình là chuyên về bồ câu Titan Thái siêu thịt. Cái loại nuôi phát triển kinh doanh của nó là đỉnh cao nhất hiện nay ấy, là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Nhưng mà mình vẫn rất là thích bồ câu gà Mỹ. Còn cặp bên này là đang gù nhau này, yêu nhau đó. Cặp này thì phải nói là rất khủng rồi. Con trống của nó là siêu to. Con trống của nó là đạt kích thước là một ký một con này đó. Đây con trống đây mọi người này. Bọn này là đẻ rồi, bây giờ là đang chuẩn bị đẻ lại, nằm ổ là mình biết rồi. Còn đây là nuôi con nhưng mà đã đẻ lại từ rất sớm. Đây là những cặp đang tự ấp. Tự ấp hết. Con trống này thì khỏi bàn rồi. Đây. Review một tí cho mọi người xem. Mình thì không áp dụng lưới hương phân, mình để ỉa từ trên xuống dưới luôn. Và nhiều anh em hỏi mình là nuôi như vậy thì nó có ỉa dính người nhau không? Đây, như cho anh em xem video luôn. Từ lồng trên đến lồng dưới đều chim rất là sạch. Đây, trống này khổng lồ thiệt. Đây. Phân ở dưới cũng rất là khô nha, không có hôi nha. Đây là hệ thống nước tự động này. Này nó ăn xong nó hành nhả cám vào thì mọi người lau cho nó sạch một chút. Chim bồ câu gà Mỹ ăn gì? Nó cũng ăn như bồ câu Thái thôi mọi người. Cám trộn với bắp. Rồi một tí video để cho mọi người hình dung thêm về bồ câu gà Mỹ cho những người mà hay nói là bồ câu gà Mỹ nuôi con không khéo vậy đó. Rồi. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu. Và anh em nào mà cần giống hay là gì đó thì cứ alo cho mình hoặc là kết bạn Zalo 0961142323 luôn. Số điện thoại của mình thì có Zalo, Facebook với website luôn á. Website của mình là công khai đó nha mọi người. nongdanlamgiau.com nha. Thì bây giờ mình tại vì mình hoàn thiện lại các hệ sinh thái của mình hết á, là mình để nó đồng bộ luôn để mọi người tìm cho nó dễ, là nongdanlamgiau.com nha mọi người. Mọi người lên đó là theo dõi những cái thông tin cũng như video của mình ở trên YouTube. Kích thước 1 ký rồi đó. Còn con mái thì đang chuẩn bị đẻ đó. Bây giờ người xem rất thích. Trên màn ảnh mọi người có thể thấy là đây là rất là nhiều chim bồ câu gà Mỹ luôn. Mình có thể nói là chắc chỉ ở có trại của mình mới có được những hình ảnh như thế này. Và đây là bồ câu gà Mỹ rặc mọi người nhé. Ở trại mình là không có xài hàng lai. Và những cặp này là mình sẽ chuyển đi cho khách. Có ở trại mình hiện tại là chim bồ câu gà Mỹ rất là nhiều. Có hàng trăm cặp như thế này mọi người ạ.
Và cái bộ khung của con chim bồ câu vàng Mỹ ở trại mình thì khỏi phải nói rồi, nó rất là đẹp và to. Thì bồ câu vàng Mỹ thì cái dòng mà ưa chuộng nhất hiện nay đó là cái màu nâu đỏ đấy mọi người này, thấy này, thấy khủng khiếp không?